Hi, hello xin chào tất cả các bạn đến kênh Lamimin Vlog. Hôm nay thì anh em muốn quay chủ đề này gì nào? Câu cá. Câu cá hả? Anh em đồng ý hết không? Đồng ý. Vậy thì bây giờ anh em mình đi thôi. Let's go. Rồi tới chỗ câu cá nha mọi người. Yeah. Đây, mọi người đây là chỗ câu cá của anh em mình nha. Trên yes. Cầu hơi bị lớt mọi người. Không có chỗ, ai nước được. Trên ngã tư nha. Wow. Đi nào dân lộc. Đây mình sẽ đi bắt mồi các bạn. Còn cái bịch này mình sẽ lấy nha, chắc mình đi múc nước. Để lại á, đi lại. Đi thôi các bạn. Để múc nước nè. Lên đây. Khóc rồi. Thôi về luôn. Các bạn đi lên luôn. Thì sao? Ra qua. Tới ra đụng miếng cả. Nha các bạn, cảnh anh Hải quăng lưới câu nha các bạn. Coi thanh niên lọc lên cá rồi mọi người. Mới câu kia gì lên cá bự rồi nha. Trời ơi, cá khủng. Rồi, cá khủng rồi, có khủng rồi. Rồi. Tăng. Rồi xong. Bay hai cá lử một cục gì. Nên là khỏe đâu quá đẹp mọi người. Ôi, bạn mới, thành viên mới trong team mình nha mọi người. Rồi, sau lưng Lộc nè, Lộc qua lưng lại coi Lộc, chào Lộc. Móc con là con móc con bên à. Còn bên với anh. Lên cá đầu tiên nha mọi người. Cá mini. Cá hơi bị đi luôn. Cá mini. Đi luôn. Cặp giờ đạt. Ngại các bạn. Đùng ra. Hảo hiến gì chứ. Trời ơi. Kiếm xin như bạn cái gì dễ đây. Miếng cá nãy giờ ăn chưa. Ờ lọc cá kìa lọc. Dứt.
Giờ thì dữ không rồi. Ê con cá đâu? Mời bạn nha. Đưa vô mất cá lửng rồi. Sao mở nó vậy chứ mày? Đâu có chỗ nào mở nó vậy kìa. Mệt quá à. Đó. Tự hồi đó ừ như không hết mồi quá à cốt không mày gì mày đi tan thôi lại làm miếng đi nha ngầu quá bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cách ăn cóc nha. Đầu tiên chúng ta phải gọt vỏ, gọt là phải gọt cho nó sạch nha, đó gọt như vậy là sạch rồi đó. Thôi chấm môi mọi người cùng ăn cóc nha. Cái gì? Đó chứ nào rồi như không luôn. Mời bạn ra nha. Mời hoài. Ê ê cũng xuống tiêu à hơi dụng luôn. Dạ nữa lại nó coi mà. Hết để con luôn bà. Sao nên nguyên nhân này bị vậy? Hết để con luôn bà ơi. Tình hình cá mới ăn nha bạn. Quay cái góc cái thanh niên giật con cá. Cá là một cá nhỏ đó. Nhỏ nhỏ mà nãy tôi thấy con cá. Nhỏ không phải đằng kia đó kìa. Thì đã hụt rồi nha các bạn. Nãy cần nó hụt ba cái rồi đó. Cần kế bên nó. Giờ mình sẽ đi trốn để kiếm thằng nào đi qua hồ nha các bạn. Đi tiểu cũng đi theo quay. Để mình quay cả nước tiểu luôn cho các bạn xem nha. Gì á? Chạy 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 chạy. Cứu nó kìa. Trời ơi, trời ơi. Tình hình này thì mình thấy dính được con lịch nha các bạn. Lịch này chắc là dài đó, 8 đâu? Mét. Lịch đâu? Đu. Quá dữ. Thì tình hình là bây giờ là mẹ thấy thằng Lộc không cũng đang ngồi chị mày tới nữa rồi đó mình sẽ nhận nó biên nhóc rồi ba chồng một lúc có một cái chồng ba chồng một lúc đó sợ mẹ ơi thôi xin đi ràng như cô vợ sáu ở dưới quê nó có chút xíu chút ép rồi như lên thành phố mà cái ca nó khác chấm kẹo đi. Không chịu đâu. Giờ xin xẹo biết chấm kẹo từ đời kẹo. Mẹ
mấy thanh niên này sẽ đút cho anh của hài bến nha các bạn. Vô như con bà Sáu ở dưới quê đó có chút xíu ngày lên thành phố mặc cái áo mà gài nước phiếu ở Sài Gòn rất dễ xa ngã, nhưng mà như rất chi yên đây cho phép anh nha em bà xã phải á trên cái quan ví dụ ai ví dụ hiểu bị má la lên như không chịu không dễ nịu kéo biết không gì tay đôi kiểu nghĩ cái gì vậy qua má nó tập yoga tao bé tao lại như vậy đó bỏ xe ra như cá ăn cà lóc dưới này dưới nào dưới này quay xuống rồi anh em cho thấy rồi nè đâu ui lên cá đầu lên con cá thứ hai nha mọi người giỏi anh em cái gì đựng cho nghe có gì đựng cho nhở mày vô cho thấy sáng rồi để tối hụi cái chê nha mọi người cái trắng xong mình cái chê nhiều lắm nha mọi người. Tình hình là mấy thanh niên này đó bụng hết rồi nên là nó ăn mì trước nha mọi người. Chặn đường nó đập nó luôn nè. Hình như tí mày kiếm nó lọc thôi. Hello bạn nha. Hello bạn. Trời. Bạn. Mời các bạn ăn mì chủng nước nước độc với mình nha. Mình không biết nữa có mấy anh chị chị mình ăn một miếng không nha các bạn. Mình cái này mình bóc nha các bạn. Mời bạn nha. Ngon các bạn. Mình không biết sao nữa bạn. Đẻ đi. Mời bạn ăn mì nha. Rồi mày làm hết luôn. Mày hay rồi đó. Mời các bạn nha. Thử rồi. Ngon thiệt á. Lần nữa nha các bạn. Ngon quá. Ngon. Ừ, là... dạ. Ôi sao mày ơi, mày đi lẹt lẹt rồi vậy? Thì đây là số cá mấy anh em mình câu sớm giờ nha các bạn. Dạ mấy anh em mình sẽ đi nướng nó xử luôn nha mọi người. Có mấy con à, anh em mình chơi hết nha các bạn. Đói bụng mà phải chơi. Mọi người thấy tem mình đang thiếu hai anh viên là Sum với Tấn mọi người. Do là trễ rồi nên hai em về trước nha mọi người. Dạ thì Tấn mày đi cắt lá chuối. Đi. Đi. Ê, ẩu các bạn. Lấy xe bạn ra. Thanh niên hộp lên đựng cá cho mọi người. Nó câu nhanh quá, đùa em kịp mọi người. Họ cảm nhận vui hơn. Cá vui lắm các bạn. Cá như bạn như bụng bự như trời. Ăn mồi mình nãy giờ. Cuối cùng nãy giờ cũng có một con cá cha nha mọi người. Giờ là mấy anh em mình về tới nhà nha mọi người. Giờ nướng cá rồi kết thúc video luôn nha. Cha thì anh em mình sẽ quấn lá chuối nướng cho mọi người. Mưa mấy bữa bệnh luôn. Tao đi mốt gì hói là bệnh rồi. Thôi rồi. Cá nó chín rồi mấy anh em mình ăn luôn nha mọi người.
Hồ có việc về trước rồi nha mọi người. Má ganh này nha. Chín này nha các bạn. Gõ cho con đẹp thôi Lộc. Chín này nha. Quốc. Gõ cho nó cái Lộc, tối hù Lộc. Quốc đi đây coi. Đây các bạn. Mời các bạn ăn miếng cá nướng chưa mình nha. Cho miếng muối. Ăn. Ngon các bạn. Ngon các bạn. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Lẹ đi ba ơi. Miếng cá nướng nè. Ăn ngon không hai anh em? Ngon. Đi sáu mấy đứa giờ còn ba đứa nha mọi người. Thì đến đây video của anh em mình cũng xin kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy video của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em một like và một chia sẻ nha. Nhớ đăng ký cho anh em mình nữa nha. Bye bye, xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Tí xỉu chưa kìa.